Finally, the beginner yogi, they start to practice with physical object. Đa bằng hành giả rồi mới tập á, thường thường là bắt đầu bằng những cái đối tượng ở trong thân. But also sometimes you can aware, you can notice about the obvious mind also arising. Yeah. Then you can aware the mind also. Yeah. Ngài nói trong khi mà chúng ta đang lưu ý đến những cái đối tượng thuộc về trong thân như vậy đó, nó có những cái tâm nó khởi sanh lên và một cách rất là rõ ràng chúng ta có thể quan sát những cái tâm này. Obvious the mind, huh? Yeah. So before we are not mindful, we don't know. When you start to pay attention to the physical object, and the yogi notice about this, a thinking mind arising. Lấy ví dụ chẳng hạn như trong khi quý vị để ý tới cái hơi thở của quý vị chẳng hạn, thì quý vị thấy có cái tâm suy nghĩ nó đi theo. Mới để ý chút cái tâm suy nghĩ nó tới. Before you not aware, then you don't know there's a thinking is happening, but already thinking are happening. Trước rồi quý vị không có chánh niệm, do đó quý vị không có thấy là cái tâm suy nghĩ nó đang có mặt. Nhưng bây giờ thì quý vị chánh niệm, quý vị biết mình vừa quan sát ở trong thân mà có cái tâm suy nghĩ nó còn xảy ra nữa. And you start to aware of rising, falling or anapana, then the yogi notice there is a thinking is happening. Bạn có thể quan sát phòng xẹp hoặc giả là hơi thở ở mũi, nhưng mà đồng thời biết cái sự suy nghĩ nó đang có mặt nữa. But this is a normal. This is a should be like this. Ngài nói cái này bình thường thôi, nó phải như vậy thôi. Không có cái gì mà đặc biệt hết trơn á. One time my Sri Guru in Seattle interview, I go listening. Then he asked the yogi. First day, he's asking the yogi, do you know the thoughts? Có một lần tôi đi tới, tôi nghe ngài thầy của tôi là ngài Hòa Thượng Sư Bên ngài giảng pháp á. Thì trong cái buổi giảng pháp là ngài hỏi hành giả đó, có bao giờ các bạn để ý tới cái tâm suy nghĩ của các bạn không? And the yogi said, oh, my samadhi is very good, I'm not thinking. Cái người vị đó, các vị đó trả lời cho, oh, đâu có, tới tâm định của con tốt lắm, không có suy nghĩ gì hết. Because he busy to be focused to the object, so beginning he don't know the there's a thought. Bởi vì cái người mà hành giả sơ cơ đó lúc bây giờ đang bận rộn chú tâm vào trong hơi thở của mình, do đó không để ý là có cái sự suy nghĩ nó đang có mặt. Secondly, then my teacher asked again, do you know the thought? Then he said, oh, my Dhammari samadhi is good, I'm not thinking. Ngày thứ hai ngài cũng đặt cái câu hỏi vậy, sao hôm nay quý vị có thấy được cái sự suy nghĩ của quý vị không? Thì người ta cũng trả lời, dạ không có gì, trong tâm con rất là định, không có suy nghĩ gì hết. And that day he said, now my samadhi is what happening, my samadhi is gone, I have many thinking arising okay. In my mind. Cái ngày thứ ba thì ngài cũng đặt cái câu hỏi, thì các vị hành giả trả lời, không biết tại sao nữa, biết tâm định tôi nó chạy đi đâu, giờ toàn tự suy nghĩ không à. Because he busy to focus too much to the objects, so he busy to focus, that's why he not recognize the thinking is happening. Now his awareness, samadhi and wisdom is increasing, then he recognize that there is a thinking. Ngài nói rằng là lúc đầu khi hành giả mới tập chú tâm quá nhiều vào trong đối tượng, do đó không có để ý rằng cái tâm suy nghĩ mình nó đang có mặt. Bây giờ mình tập một thời gian lâu, bây giờ niệm và định của mình mạnh, mình để ý này. Trong cái sự trong khi mà đang quan sát cái tâm, cái hơi thở là bất cứ cái gì đó, có cái tâm suy nghĩ nó đang có mặt nữa. Hoặc là nhờ quý vị tập một vài ba ngày tâm niệm và định quý vị mạnh thì quý vị mới thấy điều này. Actually, is thinking is no problem. Thật ra, but people have idea. Some idea is if there is a thinking, there is somebody not good. So that's why they don't like the thinking. Thì sư nói rằng là đó, người ta thường suy nghĩ rằng á, mình ngồi thiền mà tâm mình suy nghĩ quá không tốt. Nhưng mà làm cho định tâm của mình nó giảm. Nhưng mà thiền sư nói cái chuyện này là cái chuyện nó sinh hoạt bình thường thôi. Tâm luôn luôn nó làm việc như vậy. So meditation objective is we try to see the physical process and mental process. Thinking is a one kind of mental process. So now you can aware, you can notice about thinking is you know the mind. So this is a meditation objective. Thiền sư nói rằng là đây, cái bổn phận của vị hành giả là quan sát những cái diễn trình của thân và tâm. Những cái gì xảy ra trong thân, cái gì xảy ra trong tâm mình biết. Đó thì bây giờ quý vị quan sát cái suy nghĩ, cái suy nghĩ là thuộc về tâm. Thì bây giờ nếu mà quý vị quan sát suy nghĩ là quý vị đang thực tập thiền đấy. Đâu có sao đâu, bây giờ suy nghĩ tới mình phải quan sát suy nghĩ. And also people think is there is a thinking mind there that they become wandering. Wandering mind is happening. But actually
Wandering mind means is you are lost in thought, you are not aware, totally not aware what is happening. That is a wandering. Yeah. Người ta thường đồng hóa cái chữ là tâm suy nghĩ với là cái tâm là đi lang thang, đi chỗ này chỗ kia. Thật ra khi mà bạn gọi là tâm của bạn mà lang thang mà đi hết bị miệt mài trong cái sự suy nghĩ thì cái đó mới không được này. Còn so, tâm... if you know the thinking, if you are aware the thinking, you are not wandering, you are meditating. Khi bạn hay ghi nhận hay biết rằng tâm suy nghĩ đang có mặt, tâm của bạn không đi lang thang. Bạn đang thiền tập đấy. So meditation is a learning process. We try to see the process and learn something to understand something arise. Yeah. That is a vipassana meditation. Cái thiền tập là gì? Thiền tập thiền tứ niệm xứ nghĩa là sao? Là học những cái diễn trình của thân và tâm. Mình học mình để ý cái sự xảy cái gì nó xảy ra trong thân và tâm, nó có một cái diễn trình ở trong đó, thì cái này gọi là mình thiền tập này. So when you aware the thoughts one time, two time, three time, then you recognize this thought is not good. Yeah. This is not necessary. Yeah. So we want this understanding arising. Yeah. No, thinking is not problem. Yeah. Ngài sư nói rằng đó, cái mục đích của cái chuyện mà mình quan sát cái tâm suy nghĩ để mình nhận ra rằng mình nó suy nghĩ mình ghi nhận, nó suy nghĩ mình ghi nhận, nó suy nghĩ mình ghi nhận, rồi mình nhận ra rằng ô cái suy nghĩ gì tào lao vậy, nghĩ chi có lợi lạc gì hết trơn. Đấy là cái điều mà ngài thiền sư nói rằng là để cho quý vị phải hiểu điều này đó. Cái so, những cái sự suy nghĩ không cần thiết nữa, không có lợi ích gì hết. So that's why the meditation is a learning process. So don't complain that what is happening and any experience or any object is not disturb you. Thì nói là cái thiền là sao? Từ là mình học. Mình học, mình hỏi, mình tu tập. Thành ra bất cứ những cái đối tượng nào nó xảy ra, mình đừng có than thở gì hết trơn. Mình đang học mà, có sao đâu. Mình học rồi mình quan sát. Nó tới, mình biết, mình quan sát. Đơn giản vậy thôi. So, if you understanding thinking is object, then you can aware. Yeah, you can aware and you can cultivate the awareness, samadhi and wisdom. Khi bạn biết rằng là đó, cái sự suy nghĩ nó chỉ là đối tượng mà thôi, thì cái đối tượng này, tâm suy nghĩ này, nó trở lại, nó là hỗ trợ cho cái thiền tập của mình, cho niệm định tuệ của mình. Yeah. If you understanding awareness, thinking is object, then anapana also object, the same. Yeah. We can use the object to grow our awareness quality. Yeah. Mà ngài nói rằng là thiền định cũng sử dụng hơi thở, thiền quán cũng sử dụng hơi thở, nhưng mà mình trong cái thiền tập này, này thiền tứ niệm xứ này, mình sử dụng cái đối tượng, trong đó có luôn cái sự suy nghĩ như là một cái phương tiện để mà vun bồi phát triển cái niệm định tuệ của mình. So why are we aware? There's a two reason. Yeah. First reason is that we try to cultivate the fight indriya, awareness, samadhi, wisdom, and satta and panya, effort. Huh? Yeah. This is the first reason. Yeah. Tại sao chúng ta phải duy trì chánh niệm? Có hai lý do. Bây giờ cái lý do thứ nhất, ngài nói rằng mục đích của duy trì chánh niệm là để trau dồi, mình tu dưỡng năm cái căn tính tấn niệm định tuệ. Càng lúc nó càng nhiều, càng lúc nó càng mạnh, thì đó là cái bổn phận của hành giả đó. Chánh niệm là phải như vậy đó. Chánh niệm để đưa tới là năm cái căn này nó càng lúc nó càng mạnh, trau dồi cái căn này. Ví dụ chẳng hạn như quý vị duy trì chánh niệm thì chánh niệm nó càng lúc nó càng mạnh. Đó, quý vị đang trau dồi một cái thiền pháp đó. And second reason is try to understand about the experience or object. Và cái thứ hai nữa là gì đây, cố gắng để mà hiểu cái đối tượng hay là cái gì mà mình đang quan sát. So now we start aware of the thought, then we can understanding nature of the mind. The thought is before this thought is not exist. Some conditioning the thought is arising and go. So thought just a thought. You can understand anything about watching the thoughts, or maybe impermanent rising and passing away also, right? Thầy sư nói là ví dụ chẳng hạn như về suy nghĩ nó tới, mình duy trì suy nghĩ, thì mình hiểu rằng trước đây suy nghĩ cũng có, mà bây giờ tự nhiên nó khởi sanh lên, như vậy nó phải sinh hoạt tự nhiên của nó không? Khi mình hiểu được như vậy đó, mình sẽ ngộ ra một điều đó, cái sự suy nghĩ nó sanh khởi rồi nó hoại diệt mà, có thể nhờ đó mà mình nhờ cái suy nghĩ mình hiểu được cái lý vô thường. Hiểu được cái vô thường đó. Actually the mind is nature. The mind is conditioning. Some conditioning the mind is arising. Ngài nói rằng đó, cái tâm này là một cái pháp tự nhiên. Mà pháp tự nhiên thì pháp điều kiện. Để có điều kiện thì nó khởi sanh. Vì vậy cái sự suy nghĩ này là một cái pháp tự nhiên. Vì vậy có điều kiện gì đó, bây giờ nó khởi sanh. Đơn giản vậy thôi.
So what I want to see is when you watch the talk, also you can wisdom arising, and then chat to Karnata, and also should or not need or not necessary or not. Dạ, ngài nói rằng trong khi mà vậy đó, mình ngồi thiền mà tâm mình suy nghĩ lên, mình quan sát suy nghĩ, sự quan sát này có thể làm giúp mình hiểu được cái gọi là ba cái lý vô thường, khổ, vô ngã, và thêm một cái trí tuệ nữa, nên hay không nên này, nghĩ cái chuyện này có nên hay không nên, có cần hay không cần. Those days, when you watch the thought, there's a you need to understand there's a concept and nature. Yeah. The storyline is concept. If you are more attention to the storyline, the mind increase and definition is increasing. Yeah. So meditator is should be pay attention to the nature. This is happening. Yeah. Ngài phân tích này, trong một cái sự suy nghĩ của mình nó có hai phần. Cái thứ nhất là cái nội dung của sự suy nghĩ, cái này ta gọi là tục đế đó quý vị. Anh này, ông này, chuyện kia, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện nhà, chuyện cửa, tất cả cái đó là quan khái niệm tục đế không thôi. Chạy theo nó, mình sẽ bị nó lôi đi và mình sẽ phiền não đấy. Còn ngược lại, hành giả là cái người quan sát cái gì? Quan sát cái bản chất tự nhiên của cái sự suy nghĩ. Đó là cái tâm đó đang suy nghĩ. Nếu bạn thấy rằng cái tâm đang suy nghĩ, bạn biết tâm đang suy nghĩ, đơn giản như thôi, bạn đang quan sát cái pháp tự nhiên thì phiền não không khởi sanh. Còn khi mà bạn suy nghĩ, bạn chạy theo nó, ô, chuyện nhà, chuyện cửa, chạy tới đó, mình cái bà đó mà nói vậy, sao mà tôi đóng không làm cái gì, bà làm oan cho tôi, vân vân. Phiền não nó khởi sanh đấy. Tức là chạy theo nội dung, phiền não khởi sanh, chạy theo cái bản chất của cái sự suy nghĩ, đó là cái tâm nó đang suy nghĩ, thì bạn không có phiền não. So, the mind is conditioning. There is some reason to be... Because of some reason, then the mind is happening. Yeah. For example, if because of I, peace, then the I consciousness arising, right? Yeah, yeah. This is the mind rely on the physical object. Yeah. Ngài nói rằng là cái tất cả những cái gì mà thuộc về danh và sắc, thân và tâm á, nó đều là pháp hữu vi hết. Thì pháp có điều kiện, khi nào có điều kiện thì nó khởi sanh, không có điều kiện nó không khởi sanh. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị nhìn cái gì đó. Là tại vì sao? Tại vì có cái cảnh sắc, có cái người nào đó, rồi mắt quý vị tốt, rồi cái tâm thức của quý vị nó khởi sanh lên, cái thức nghe, thức thấy đó nó khởi sanh lên. Ba cái này là ba cái điều kiện, do đó quý vị mới thấy. Thì ngài nói rằng là nó là đó là các pháp tự nhiên, nó vận hành một cách tự nhiên vậy thôi. So the meditation is mind work. So you need to know about the mind nature and you must have information about the mind. Then you can practice more easier. Dạ, ngài nói rằng là đó, cái thiền tập là sao, là cái chức năng của tâm, tâm thiền cho thân không thiền, thân biết gì hết, chỉ có cái tâm của mình nó thiền, và do đó mình tu tập để mình hiểu rất nhiều cái bản chất của tâm, vì tâm nó đang làm việc mà, rồi mình có thể mà hiểu những cái gì nó xảy ra một cách rất là tự nhiên, đây là những cái pháp tự nhiên đó. So this is also important, the right information. That's why we listening the Dhamma talk. We got the information, the right information. Yeah. Then we can think right way, and then we can do right way. Yeah. Ngài nói một cái mà sư quên nhắc nhở là ngài nói rằng là khi mình phải tiếp thu cái thông tin đúng cái đã. Ví dụ ngài cho mình cái thông tin, rồi mình tiếp thu cái thông tin khi mình thông tin đúng thì mình mới tu tập đúng được. Mình không tiếp nhận được cái thông tin đúng thì mình không tu tập đúng đâu. So whatever you do is because of idea. So you have some idea, then you can talk, you can do. Yeah. So this right idea, right attitude, that's why right thinking is very important. Ngài nói rằng bất cứ cái gì mình làm nó bắt đầu bằng từ một cái ý trong nội tâm của mình nó khởi lên. Vì cái ý nó khởi lên cho đó mình mới làm, mình nói, mình làm gì đó. Thì nếu mà cái ý này ý tốt á, ý mà ý đúng á, trong này nó có cái thái độ chân chánh á, thì những lời mình nói ra không có tạo công nghiệp này. Tức là những làm đúng. So that's why we need to know about the mind nature. That's why we need to how to aware the mind is important. Bởi vì bạn cần hiểu cái bản chất của tâm, do đó cái sự mà chánh niệm về cái tâm nó rất là quan trọng. So mind is no way, no form, no shape, no color. Cái tâm thì nó không có hình dáng, hình tướng, nó không có màu sắc, không có mùi vị, không có cái gì trơn. How to focus? How to watch? How to focus? Nên nếu mà trong những cái điều kiện gì thì làm sao mà mình chú vào trong cái tâm được? Physical object is obviously because of location here. Right. So you aware that anapana, nose, tria, or abdomen, or head, or feet, because of concept, the physical object is obvious. Yeah. Ngài nói rằng là gì đây? Những cái đối tượng mà ở trong thân của mình á, ví dụ bây giờ là mũi này, mình thở này.
hoặc giả là phòng xẹp này, nó có cái vị trí của nó. Hơi thở thì ở đầu mũi, phòng xẹp thì ở bụng, cảm giác thì ở chân tay chỗ nào chỗ kia vậy, thì mình có thể để ý được. Còn cái tâm nó vô hình vô tướng, không mùi không màu, không biết nằm ở đâu hết trơn. But the mind is very subtle and very fast, very delicate. So no place, no form, no shape. So you cannot, you are not practiced, you are not habit. Don't know how to aware the mind, then this difficult. Yeah, thế nói là cái pháp mà quán tâm nó khó. Khó ở là cái tại là cái tâm của mình nó không có nơi chốn này, không có hình tướng này, không có màu sắc, không có mùi vị gì trơn á. Thành ra mình khó mà để ý nó. Do đó là để ý tới cái tâm, đó là cái điều rất là khó cho hành giả đó. Cái thân thì mình dễ thấy không? Hay cho biết hơi thở thì mình dễ thấy không? Mà nói tới cái tâm thì lại rất là khó. Vì nó trừu tượng quá, nó vì tế quá. So that's why it's very difficult to focus. Yeah. But you can know what is the mind is happening, yeah, or the mind is walking. Yeah. Everybody can know. Yeah, I know. Vị sư nói rằng rất là khó mà chú tâm vô trong cái tâm. Nhưng mà tất cả mọi người đều có thể nhận ra được cái tâm, có thể biết được cái tâm đó. Everybody can know. Huh? Everybody can know the mind is happening. Yeah. Mọi người đều có thể thấy cái tâm, cái gì nó xảy ra trong tâm của mình. Mình biết được. For example, when you're hungry, yeah, when you're hungry, the stomach is making noise. Warm, right? Yeah, yeah. This is obviously the place is there. Our stomach is hot. Yeah. But intention to eat, want to eat also very obvious. Yeah. Everybody know. Oh, yeah, yeah. Then how to watch that? This intention. That intention. How hungry? The stomach hungry. Yeah, the mind want to eat. Yeah. But everybody know the how much they can they want to eat. Yeah. They don't know how to watch the intention. But you can start with this. Yeah. I want to see if you can know what is mind is happening. Yeah. Ngài Thiền Sư lấy cho mình một cái ví dụ này. Ví dụ như các bạn khi mà đói bụng á, bụng bụng thì bao tử mình nó kêu o kẹt phải không? Nó cào rồi rồi có trong này. Đây là cái này là mình dễ nhận ra này. Rồi mình muốn ăn. The intention to eat is everybody know, but how to focus, how to be aware. Ngài nói muốn ăn á thì mình ai cũng biết. Đó bụng quá thì phải muốn ăn chứ là sao phải vậy không? Ai cũng muốn ăn hết trơn. Nhưng mà bây giờ sao mình chú vào trong cái này này? Sao mình biết cái này này? So you một just cái muốn you need to practice every time you notice the mind is happening, just recognize or just know, try to know many times, make a habit. Yeah. Right. Nói là khi mà có cái gì mà xảy ra trong tâm đó, mình quan sát, mình chánh niệm để nó tạo thành cái thói quen cho mình, để mình có thể quán được quán tâm, thấy được cái tâm. So thinking mind arising, where is the thinking mind? Yeah. Nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ suy nghĩ nó khởi sanh lên, suy nghĩ ở đâu đây? In the head or in chest? Trên đầu cái này hay là trong trên trên ngực chỗ nào? How the when you know the feeling, where the feeling, the chest or head? Hay hoặc giả là mình một cái cảm xúc nào đó nằm ở đâu đây? But people have idea is a thinking is a head, yeah, feeling is a chest. Nhưng mà người ta thì người ta suy nghĩ đó là cái gì mà cái thinking tức là cái sự suy nghĩ đó, là từ cái đầu này mà ra này, mà cái cảm xúc là từ cái tâm này mà ra, từ cái ngực này mà ra. Actually, it's not thinking mind is not in the head. Yeah. Also, the feeling is in not, feeling mind also not in the chest. Yeah. But if you thinking a lot, then your headache comes. If you're feeling some feeling come, your chest area is burning, right? Yeah. Tense. Yeah. It's obvious. That's why then the people think it's the this area, yeah, this yeah, location, yeah, right? Yeah, but yeah, the mind is no location. Yeah, thì chỉ nói rằng là ví dụ chẳng hạn như mình suy nghĩ, mình nói suy nghĩ nó từ cái đầu mình mà ra này, cái cảm xúc từ ngực của mình mà ra này. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn suy nghĩ nhiều và tới bắt nhức đầu, có vậy không? Hoặc giả là cảm xúc nhiều quá thì tức ngực. Đó, vì đứt cái đầu tức ngực cho nên mình nói ồ cái thằng này là thứ nhất là do đầu mà ra, mà thứ hai là do cái ngực mà có thành ra. Nhưng mà không phải, cái tâm nó không có cái nơi trốn nào hết, không có một cái so, cái, yeah. So you can know this happening if you are aware yourself, this is you can experience, right? Yeah. So you need to practice, yeah, and try you know this the intention, you recognize the intention, and also you can know the feeling, you try to aware the feeling. Mm. If your mind is thinking, try to aware the thinking. Yeah. That is a practice. Yeah. Again and again and again, then slowly you can aware the mental process. Yeah. Ngài nói rằng là đây bây giờ chẳng mình tu tập là sao? Là cái gì nó xảy ra trong thân, trong tâm mình biết.
ví dụ nói về tác ý, mình thấy có cái tác ý, có cái gì nó muốn trong này, và cứ quan sát hoài như vậy á, thì what is the last one teacher you watch again and again, and then you learn. More familiar watch the mental process. Yeah, yeah. Ngài nói rằng là cứ mỗi lần nó xảy ra như vậy, mình duy trì chánh niệm, mình quan sát hoài, bất kỳ rồi có thói quen. Nó có thói quen rồi, bây giờ mình hiểu rằng là có những cái diễn trình của tâm đó, nó xảy ra đó, mà điều mình chưa nhận ra được thôi. So you need to know what is the mind, then you can aware the mind. Yeah. Vậy bạn cần phải biết cái tâm là gì, rồi mới bạn có thể chánh niệm được cái tâm được. Do you have the mind? Bạn có tâm không Trang? Ngài hỏi đó, quý vị có tâm không? Everybody know they have a mind. Tất cả mọi người biết mình có tâm chứ. But how when you focus to the mind, then it becomes difficult. Nhưng mà nếu mà mình chú tâm vào trong cái tâm của mình này thì khó khăn lắm nè. Focus mình pay a lot of pay attention to this. Yes, man, you can aware that. But I try to say is the mind physical? No. What we just talking about? We're talking about focus the mind. You can use as an object the mind to be aware is not yeah. skillful. If you're not skillful, it's difficult. Yeah, aware has not difficult. Right. Thì nói rằng là nếu mình lấy tâm làm cái đối tượng thì mình quan sát á, mình mới tập rất khó lắm. So first you need to know what is the mind, then you can aware the mind. Yeah. Trước hết bạn phải hiểu cái tâm là gì, rồi bạn có thể là duy trì chánh niệm với cái tâm được. So for example, what is the mind? Thinking is mind, yeah. right? And feeling is mind, yeah. and pay attention is mind, yeah. intention is mind, yeah. right? So yeah. talk about. So first one is feeling, right? Yeah. Thinking. Yeah, thinking is the mind. Yeah. Thì ngài nói suy nghĩ là tâm. Rồi, feeling is the mind. Cảm xúc là tâm. Intention is mind. Tác ý là tâm. Pay attention also mind. Để ý tới cái gì gọi là tâm. Right. So for example, if you pay attention is hearing and listening and looking also the same. Yeah. So you can know you are looking, you can know you are listening. Yeah, right? Yeah. Ngài nói, mình nói trong tiếng Việt mình nói này, nhìn vào gì đây, nghe và lắng nghe. Rồi nhìn và thấy cái trong cái lắng nghe và cái nhìn ở trong này nó có một cái tác ý ở trong, nó có một cái sự chú ý ở trong á. You pay attention to the eye, then we call looking. Yeah. We are pay attention to the ear, we call listening. Oh. We pay attention to the nostril, then we aware the anapana, or pay attention, right? Yeah, yeah. This is a mind activity. Yeah. You pay attention on the ear, huh? Yeah, yeah. Position, the teacher, yeah. Location. Yes, yes. If you pay attention to the ear, seeing, eye, then we call seeing. Looking. When we pay attention to the sound, then we call listening. Listening, yeah. Okay. So, and also rising, falling, and anapana also we are pay attention, right? Yeah, yeah. But pay attention is the mind. Yeah, they nói rằng là mình để ý, mình để ý cái âm thanh, thì mình biết cái âm thanh đó, mình nghe đó, ngài nói để ý cái lỗ tai thì mình biết cái nghe đang có mặt, mình để ý tới con mắt thì mình thấy cái thấy nó đang có mặt, hoặc giả mình để ý tới cái bụng thì mình thấy cái phồng và sạp đang có mặt. Đây. Now you can practice also. Now you know. Yeah. You are also listening now, right? Yeah. Do you know you are listening? Thầy nói rằng là bây giờ bên này mình áp dụng thử này này. Các bạn đang nghe tôi giảng phải không? Bạn có để ý, có biết rằng bạn đang nghe không? It's not very difficult. We are already do every day. Yeah, cái đâu có gì khó khăn, mình làm cái mỗi ngày là như vậy à. Because we are not practice. That's why we think difficult. Bởi vì mình không tập, giờ đó mình thấy khó khăn. Chứ còn nếu mình tập thì mình thấy không có cái gì khó khăn. So you can aware the mind is this feeling, thinking, pay attention, and intention. Yeah. So this is already you can aware the mind state. Ví dụ mình tâm này, tâm suy nghĩ này, rồi cái cảm thọ, cảm xúc ở trong tâm của mình, hoặc giả là cái tâm mình nó để ý, tất cả những cái này gọi là tâm hết. So what's your mind? We said what's your mind is people only easy to know the mind state is a feeling and thinking. Yeah. Thường người nói khi mà nói rằng là quan sát cái tâm thì người ta thường để ý tới cái cảm xúc.
nó dễ cho mình thấy. If you want to start watching the mind, then every day you were watching your feeling, mental state, how you feel, tension or relaxed or not, tense or not. Ví dụ chẳng hạn như mình để ý, mình thấy cái tâm của mình có thoải mái, không thư giãn, không nó căng thẳng, đó gọi là trạng thái tâm đó. Thì ngài nói rằng mấy cái này nó dễ này, dễ tập, dễ thấy này. And also you can aware of that feeling, then also you can see the thinking is relationship have. Yeah. If you are right about positive thinking, positive feeling come. Yeah. Negative thinking, negative feeling. Yeah. Giữa cái sự suy nghĩ này và cái cảm xúc mình nó có cái mối tương quan rất là chặt chẽ. Mình suy nghĩ tầm bậy á, thì cái tâm mình nó chấn động này. Mình suy nghĩ chuyện phiền não á, tâm mình nó chấn động. Mình suy nghĩ cái chuyện mà thiện á, thì cái tâm của mình nó thoải mái nhẹ nhàng. Hoặc giả là tinh tấn lên, mình muốn làm phước con đời vậy đó. Thì cái mối tương quan rất là chặt chẽ giữa cái tâm của mình, cái sự suy nghĩ của mình và cái cảm xúc của mình. So you need to practice it again and again and again. Just know, you can know this mind is happening. Yeah. If you focus, then you cannot see the mind. Yeah. Ngài nói bây giờ phải tập thôi, tập hoài thì mình biết có cái gì nó đang xảy ra. Cái tâm của mình nó đang suy nghĩ, tâm của mình nó đang để ý, tâm của mình nó đang chánh niệm, vân vân và vân vân. Thì làm hoài thì tự nhiên nó có thói quen. So make a habit. Now every day you just watch your feeling, aware of the thought, aware of the feeling. Then make you slowly you more easy to be aware of the thought, aware of the mind process. Yeah, nói cố gắng mà tu tập và quan sát, quan sát tâm suy nghĩ này. Từ cái suy nghĩ đó đưa tới cái cảm xúc như thế nào. Quan sát hoài thì mình thấy cái mối tương quan nhân quả giữa hai cái này. Rồi đồng thời mình làm quen với nó nữa. Cái tu tập là quan sát hoài, làm hoài thì tự nhiên nó quen rồi, mình biết rồi. Everybody emotion every day. Yeah. It's sometimes the mind happy, sometimes the mind suffering. Mm. Everybody have. Yeah. So you need to practice both situation. Yeah. Every time the mind is happy, also you need to recognize the mind is happy. Mm. And if the mind recognize the mind is suffering come, so you need to aware the mind is suffering. Yeah, thấy mình cái cảm xúc của mình là phiền não cũng có này, buồn phiền này, rồi hạnh phúc này, sung sướng này. Đó, nhưng mình đâu có để ý. Thành ra mình cứ quan sát hoài và mình sẽ làm quen với nó. Khi thấy cái tâm, mình biết thì mình sung sướng nhưng mà mình không thấy cái cảm xúc của mình. Bây giờ mình quan sát mình thấy tâm nó đang vui lắm, đang sung sướng lắm. Hoặc là đang buồn phiền, đang đau khổ lắm. Thì những cái đó gọi là quan sát tâm đó. Why is the mind is suffer? Tại sao cái tâm của mình khổ? Tại sao mình khổ đây? Why the mind is happy? Tại sao cái tâm mình lại sung sướng, hạnh phúc? If you don't know the reason about why the mind is like this, you are no reason to be happy. Yeah. Nếu bạn không hiểu tại sao mà nó sung sướng, tại sao mà nó đau khổ, thì bạn không có lý do để đau khổ và sung sướng. Everybody want to be happy, but they don't know how to be how the mind is working, why the mind is happy, why the mind suffer. They don't understand that mind. Most of the time, the mind is suffer. Yeah. People don't know how what that happened. Eh? They see the happiness and suffering. Yes. Yeah, they know that they are feeling and they're happy, but they don't know why. Why? Yeah, mà nói khi mà mình sung sướng, mình cảm nhận điều đó, thấy không? Khi đau khổ, mình cũng cảm nhận điều đó, nhưng mà không biết tại sao sung sướng, tại sao đau khổ. If you want to know, you need to wear the mental process. Everything this, every mind mental state arising, you need to aware. Yeah, thì nói bây giờ again. Muốn mà hiểu những cái điều này thì phải thấy cho được những cái diễn trình của tâm, những cái cảm xúc đó, những cái trạng thái tâm đó, nó xảy ra như thế nào. When the mind is happy, the mind is attachment come. Yeah. When the mind suffer, the mind is dosa is come. Yeah. So, khi mà mình sung sướng thì mình dính mắc. Một cái hoàn cảnh nó đưa đến cái sự sung sướng mình, hoặc giả là người nào làm cho mình vui vẻ sung sướng thì mình dính mắc với họ. Còn cái ngược lại đó, mà mình cái người nào mình lúc thì mình xua đuổi, mình chống đối, mình đẩy ra. So if you before you are suffering, you are also awareness present, then you know, you can know the process. Yeah. The mind is before you don't know the no suffering, numb is suffering and less suffering, finish suffering. If you see the whole process, then many times, then you can understand why the mind is suffering. Yeah, yeah. Ngài nói mình quan sát tâm hoài, yeah. Quan sát tâm hoài thì mình sẽ thấy này, khi mà có một cái câu chuyện sẽ xảy ra, cái tâm nó khổ rất là dữ. Nhưng bây giờ tại sao mình biết rồi ít khổ này, rồi từ từ nó bớt dần. Hạnh phúc cũng vậy. Lúc đầu thì mình thấy rất là mạnh, sự sung sướng nó rất là nhiều, nhưng mà bớt dần. Bây giờ mình hiểu tại sao rồi, mình thấy cả nguyên cả diễn trình nó đi là như vậy. So when we watch the mind state,
then you can learn about the feeling and thought relationship. Và khi mình quan sát những cái trạng thái tâm của mình á, thì mình sẽ hiểu được cái mối tương quan nhân quả cách chặt chẽ giữa cái tâm suy nghĩ và cảm xúc. Oh, for example, when you have a suffering, a fire is coming. What do you do? You need to put that gasoline or you want to put that water, right? Nói bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị lửa đó đang có ở trong nhà quý vị đó. Bây giờ đổ cái gì vô này? Đổ nước hay đổ xăng này? Dĩ nhiên là phải đổ nước phải không? So many people, the night time, sometimes they have some amount of dukkha or suffering come. They continue thinking the wrong way. So the suffering is increasing and later he cannot sleep. Ngài nói ví dụ chẳng hạn như ban đêm này. Ban đêm khi mình suy nghĩ tới cái chuyện buồn khổ, mình suy nghĩ tới ai đã làm cho mình khổ, mình thấy tới ai đã làm cho mình gì đây đó, phản bội mình vân 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 vân. Nhưng mà mình thấy cái khổ này nó cứ càng ngày càng tăng ngoài là tại vì sao? Tại vì suy nghĩ tầm bậy. Ô cái ông này, cái bà kia tại vậy, tại kia tại nọ. Mình cứ tiếp tục mình suy nghĩ như hoài thì cái khổ của mình nó cứ chồng chất hoài cho đến nỗi cái trắng đêm mình ngủ không được luôn. So, okay. Many people they don't know how to get rid of this suffering and also they cannot stop their torture themselves. Torture themselves. Mà rất là nhiều người khổ nhưng mà không biết làm sao mà ngưng cái khổ này. Và vì họ không biết ngưng cái khổ thì họ tiếp tục họ tra tấn, họ làm cho họ đau khổ thêm nữa. So you need to scale how to watch the mind, then how fast this defilement go away, right? So you must be skilled and stronger, and some understanding is there. Then the defilement will immediately, or maybe take a time and to relief. Thường xuyên nói là bây giờ ra mình ráng mình tập này, mình tập mình quan sát, mình duy trì chánh niệm hoài á, thì mình thấy nhờ cái sự chánh niệm này nó có một chút trí tuệ thì cái sự đau khổ của mình nó giảm bớt. Còn mà mình không có tu là thôi tha hồ, mình cứ nghĩ toàn là cái chuyện phiền não không à. Thì càng lúc nó càng phiền não. Vì vậy cái sự tu tập nó trợ giúp cho mình hiểu cái phương pháp và mình quan sát. Quan sát thì mình bớt phiền não. So that's why people are very difficult to practice in daily life because they cannot handle their emotion. Đa phần là tập ở trường thiền được không à, ở trong chùa không à. Còn mà đi ra ngoài tập không được. Tập không được là tại sao? Không biết cách mà xử lý cái cảm xúc của mình. If you are skillful how to aware the mind, then you can handle the defilement easier. Nếu mà bạn mà quan sát tâm mà giỏi đó, thì bạn xử lý cái phiền não của bạn rất là dễ, cái sự đau khổ của bạn nhanh lắm, nó không có quậy bạn được. In daily life, they have a lot of agitation come. That's why they are difficult to be mindful, difficult to be practice. Ban ngày và thường thường ở trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình mỗi ngày, nó cái tâm của mình nó bị xúc động dữ quá, nó sao động, sẽ sao động dữ, thành ra mình khó tập vô cùng. So you need to learn how to aware the mind is important. Thành ra mình phải học để mình hiểu rằng cái sự quan trọng của cái việc quan sát cái tâm của mình. And also checking the attitude. How to check the attitude? Ngài nói bây giờ là phải là kiểm tra cái thái độ của mình. Kiểm tra cái thái độ của mình làm sao đây này? So you need to know about your thoughts. The mind is chattering, right? Beyond the chattering, there is some defilement there. This is wrong. Motivation is a defilement. There's a wrong attitude. Ngài nói rằng là bây giờ mình thấy cái tâm mình suy nghĩ này, nói liên miên trong này. Đằng sau cái sự suy nghĩ này là cái gì? Là một cái động cơ thúc đẩy, mà động cơ đó là chắc chắn là phiền não. Do đó cái tâm của mình cứ lắp nhắp hoài. Thinking is not only that you the mind thinking this way, that way, this story, that story. Not only the mind chattering, also we call thinking. The mind is behind beyond that mind. Your head thinking. This morning wake up, you start to talk, right? That is thinking. This also thinking. We call thinking. You need to know about your voice, your mind, your head. Ngài nói rằng sáng sớm thức dậy là tâm bắt đầu lám nhảm, nói chuyện này tới chuyện kia, toàn chuyện phiền não không à? Thì mấy cái này đó gọi là cái sự suy nghĩ đó. Để mình chỉ cho nó cái tên của bộ gì để kêu bằng bình dân hơn là lãm nhảm suốt ngày. If you lobha mind, they have a lobha sound is coming. If you have a dosa mind, arising is the dosa sound is coming. Dạ, hôm nay hễ mà nếu như mà cái động cơ thúc đẩy là tâm tham á, thì cái miệng nó lắp nhắp toàn chuyện tham không? Chúng ăn, chúng uống, chúng mua cái này, mua cái nọ, toàn tham không? Vậy nên hễ cái động cơ thúc đẩy là tâm sân thì nói toàn chuyện sân, bực người này, ghét người nọ, bực bội với người, hết chuyện này tới chuyện kia.
If you have a wrong thinking, the mind is more agitation or more tension is coming. Yeah. If you have right attitude or right thinking come, the mind is settled down. Nếu các bạn có chánh tư duy, có tác ý đúng á, thì là cái tâm của bạn nó bớt bớt suy nghĩ phiền não, cái cảm xúc nó bớt. Là tại vì sao? Tại vì cái mà động cơ mà thúc đẩy của nó là không có tham sân si. Nó có cái chánh niệm ở trong đó, có cái trí tuệ ở trong đó. Nên là cái tâm nó dịu bớt. Today long at this. We prepare already. Long talk today. So this is one kind of nature of the mind is every whatever mind, wholesome mind or unwholesome mind, if you allow to happen again and again, this in the The intensity is increasing, quality is increasing. Bad quality or good quality or bad quality. If you allow this happen again and again and again, his quality is increasing. Yeah, ngài nói rằng là đó, cái tâm của mình nó thiện tâm cũng có mà ác tâm cũng có. Nếu mà mình cho phép cái thiện tâm nó cứ mãi xảy ra hoài thì cái tâm mình nó càng lúc càng thiện. Ngược lại mình cứ để cho cái ác tâm nó ngự trị trong tâm mình hoài và nó cứ tiếp tục hoài như vậy thì càng lúc cái tâm của mình nó càng xấu. The mind is arising and passing away, but they left the quality. Yeah. Wholesome quality also left. Unwholesome quality also left. Cái tâm mà trên nguyên tắc nó là sanh lên, nó trụ và nó hoại diệt. Nó không có đứng lâu, nhưng mà nó để lại một cái phẩm chất. Nếu mà tốt thì nó để lại cái phẩm chất tốt. Nó xấu thì nó để lại cái phẩm chất xấu. That's why the meditation it should be practiced all the time. You need to continuously. Awareness is very important. Then you have a good quality of mind. Awareness, samadhi, wisdom, its quality, its intensity is slowly growing. Yeah, yeah. Thì nói là đó là lý do tại sao mà tôi khuyên quý vị phải tập trong suốt ngày là vậy đó. Khi mình tập trong suốt ngày thì những cái trạng thái tâm nó cứ được tiếp tục, nó được duy trì, nó được tăng trưởng, được khuôn tập á. Thành ra cả ngày đó, ví dụ chẳng hạn bây giờ mình niệm định tuệ, mình cứ giữ hoài cho cái tâm mình nó thánh thiện suốt cả ngày luôn. Đó là lý do tại sao mình phải tập suốt ngày đó. Why the people mind so angry? Yeah. And angry come sometimes so angry or so greedy because of they allow their mind every day. Yeah. Thì nói tại vì sao có nhiều người nóng quá, có nhiều người tham lam quá. Là tại vì sao? Là tại vì từ trước giờ mình cứ để những cái tâm tham và tâm sân này nó phát triển trong tâm của mình. People are practicing is wrong way every day. So that's why the defilement is increasing. Yeah. So sometimes the defilement come very strong, powerful, powerful. Hoặc giả là mình that all mind is completely blind. Yeah. Yeah. Mình không tu tập gì hết trơn. Hoặc giả là mình tập sai phương pháp. Mình tập sai phương pháp thì mình cứ để nuôi dưỡng cái ác tâm này nó cứ ngày càng tăng càng tăng càng tăng tăng. Thì tới một lúc mà nó quá mạnh đi rồi đó, thì thôi tâm sân nó nổ bùng ra giống như là hóa tiễn hay là bom gì đây, hạt nhân rồi vậy đó. Nổ bùng như trái bom vậy, quá trời quá đất rồi. Là tại vì sao? Là tại vì mình không quan sát. Cứ để cho nó cứ tăng trưởng, nó cứ hung tập mãi trong tâm của mình. So that's why the yogi need to practice every day and all the time to make you ready for your awareness, samadhi, wisdom is stronger and stronger. Then you can handle your defilement come. Then your awareness quality is growing bigger. Then you can handle this watching the defilement like this. Yeah. The deepest 80% this, 20% you can watch like this. But now defilement 80%, your awareness 20%. How to handle the defilement? Okay. Nói đó là lý do tại sao mà mình phải tu tập á. Để tu tập sao để cho niệm định tuệ mình nó càng ngày càng mạnh. Tức là thiện pháp mình rất là mạnh. Khi thiện pháp mình thì mình đứng trên này. Cái anh phiền não này, anh nhỏ xuống dưới mình đè được. Còn mà mình không tu tập gì hết trơn á, thì mình cái niệm định tuệ là cái thiền pháp của mình có chút xíu phiền não nó đúng túng, có chuyện gì ra nó ốc mình liền tức thì. Now many yogi they have a defilement come awareness disappear. Yeah. Nói đa phần là hành giả vậy đó, hễ mà hễ phiền não tới cái mất tiêu, không niệm không tuệ không tiếc gì hết trơn, luôn mất tốt luôn. So your awareness must be stronger than the defilement come, then you can watch and learn. Yeah. We are not trying to get rid of defilement. Yeah. We are trying to see the defilement process. Yeah, yeah. Ông nói mình không, mục đích của mình là không thấy là loại trừ phiền não không. Nhưng mà mình tu tập này, niệm định tuệ của mình mạnh á, thì khi mà nó tới á, mình thấy mình dòm, mình thấy được cái tiến trình của nó đi. À, mình tạo thấy mày ra bắt đầu từ A tới Z á.
thì nó có thể là từ từ nó sẽ không quậy mình được. So every time the fireman come, you step back, watch. Step back, watch. Đơn giản thôi, khi nào phiền não tới, đứng ra lùi, dòm nó. Not involved, not try to change, try to disappear, try to see the process. Ngài nói mình, and learn something. Mình không muốn loại nó đó, mình muốn thay đổi nó, mình không muốn can thiệp gì bên đó, trời ngài nó tới, mình bước ra sao để mình nhìn nó, mình quan sát nó để mình thấy nguyên cái diễn trình của nó. So if your awareness is not strong enough, not wisdom is not strong enough, it's difficult to handle this. So you need to cultivate your practice every day and moment to moment. Đấy là khi mà phiền não mà nó tới, mình muốn mà xử lý cho được á, thì mình phải làm sao mình niệm định tuệ mình cho càng lúc nó càng mạnh này. Niệm định tuệ mình mà càng lúc nó càng mạnh này, thì phiền não nó tới mình mới xử lý được. Đó là lý do tại sao mà mình cứ tu tập hoài, tu tập suốt ngày, ngày nào mình cũng phải tu tập ngày một ngày là mình tu tập phải là như đâu rồi. Lúc nào mình thức là mình ráng mình chánh niệm và mình tu tập hoài như vậy cả cuộc đời của mình. When you are meditating time, the most important mind is meditating mind. Yeah. Trong khi mà bạn hành thiền, ngài nói là khi mà bạn hành thiền, cái gì mà quan trọng nhất đó là cái tâm thiền của bạn. You should take care of that your meditating mind. You need to checking out the quality of the awareness. Yeah. Bạn phải gì đây để ý hoài cái phẩm chất của cái tâm chánh niệm của bạn. Object the define or definement killers are arising that killers are become object. Object is not important. Yeah. The meditating mind is more important. Yeah. Nói là ví dụ chẳng hạn như bây giờ phiền não nó khởi sanh này, tham sân si nó khởi sanh thì cái phiền não không quan trọng, cái tâm quan sát của mình đó, để ý tới nó, cái tâm quan sát này, cái tâm này mới quan trọng. So you need to take care of your awareness or your meditating mind. You need to check all the time. Are you aware? Yeah. Awareness good or not? Yeah. So, ngài nói là luôn, bởi vậy do đó luôn luôn mình kiểm tra cái tâm quan sát của mình, cái sự hay biết của mình, cái tỉnh thức của mình đó. Có tỉnh thức hay không tỉnh thức, có chánh niệm hay không chánh niệm, chánh niệm mạnh hay chánh niệm yếu, đó là bổn phận của hành giả. And also if you want to know you need to know about your awareness, obvious you should continue the awareness. Yeah. Nếu mà bạn thấy bạn nhận ra rằng cái chánh niệm của bạn nó bây giờ nó rõ ràng, nó rõ và nó mạnh, hãy tiếp tục duy trì như vậy. For example, when you have you put the thought small dot, put like this, you have a pen, and put the thought small dot like this. Okay. So what happening? This line is appear. Yeah. So like the same, if you are aware all the time, that awareness is become obvious. Yeah, yeah. You can know that a mind is aware. Yeah, yeah. Ngài nói là ví dụ chẳng hạn như quý vị có cái viết phải không? Cái bị chấm từng chấm chấm trên cái răng giấy đó, nếu mà cái chấm hoài tiếp tục chấm hoài thì cái những cái chấm này này nó trở thành một cái đường dài, có vậy không? Thì cái chánh niệm của mình cũng vậy. Thì khi mà bạn hễ mà cứ chánh niệm hoài từng phút một thì nó chánh niệm nó trở thành một cái con đường, tức là nó càng lúc nó càng mạnh và bạn biết rằng là chánh niệm của mình nó bén, nó mạnh đó. So we call this is we try to aware and long time we try to aware again, then we have awareness present. Yeah. So this is a different, huh? Put the awareness, try to be aware all the time, then awareness become automatic, become nature. We get the awareness become momentum. Yeah. Ngài nói rằng đó cái phương cách mà tập là mình cứ cố gắng mình duy trì chánh niệm. Chánh niệm mình ráng này, chánh niệm chánh niệm nó mất mình trở lại chánh niệm. Tới một lúc nào đó nó có trớn. Khi mà nó có trớn rồi thì cái chánh niệm nó trở thành tự nhiên, nó tự động nó làm việc rồi vậy. Mình không cần cố gắng nữa, nó chỉ cần chút xíu thôi là nó có chánh niệm. So we need to check our meditating mind, our awareness. Checking also one part of the wisdom. Ngài nói mình bây giờ phải có trí tuệ bằng cách mình cứ kiểm tra hoài, kiểm tra thử tâm của mình có chánh niệm hay không. Tức là cái sự hay biết, cái sự tỉnh thức của mình có không. Interest, checking, investigating is a part of a wisdom. Trong cái thiền tập mình ta có gọi là trạch pháp chắc chi đó, tức là một cái sự thích thú này, và mình kiểm tra, mình điều tra, mình kiểm tra, mình coi thử là cái chánh niệm của mình như thế nào, đó là một phần của trí tuệ. All yogi is this experience already have. They start with the physical object to be aware, to be aware, to be know, and later they can
they get understanding, they can see clearly object and mind different. Object and knowing mind different. Thầy nói rằng mình có thể bắt đầu bằng hành giả đó, mới tập á, bắt đầu để ý những cái đối tượng ở trong thân của mình trước. Nó cụ thể, nó dễ. Mình có quan sát hoài thì mình thấy rằng ngoài cái đối tượng mà thân này, nó còn thêm có cái tâm nữa. Tâm được gọi là tâm biết á. Và mình thấy là hai cái này nó hoàn toàn nó riêng rẽ với nhau. Nhưng mà mới đầu mình chưa thấy đâu, mình chỉ thấy đối tượng không thôi. Object is one nature, the knowing mind is one nature. Sau này mình tập lâu rồi, really understand. Mình thấy mình hiểu rằng là nó có đối tượng này, mà có tâm nhận biết nữa. Và hai cái này, cái bản chất của nó hoàn toàn khác nhau, không giống nhau chút nào. And later, if you continue the awareness come, then you can see object, knowing mind, and then the awareness is there. Ngài nói rằng là mình tu tập tiếp tục nữa, thì mình thấy này, có một cái đối tượng này, có một cái tâm nó nhận biết, rồi có một cái tâm nó đứng trên, nó thấy cái tâm nó nhận biết nhiều cái chuyện khác nhau. Thì cái này ở trên này gọi là con này là tâm quan, ngài nói là tâm quan sát đó. If you can aware that your awareness, that time meditation is become easier. Nếu bạn có thể quan sát được cái chánh niệm của bạn, bạn chánh niệm mà bạn biết mình đang chánh niệm, thì bạn quan sát được chánh niệm, thì cái sự tập của bạn nó bắt đầu từ từ nó dễ đó. We no need to choose the object. We just asking them what the mind is aware of. Mình không cần lựa cái đối tượng nào hết, mà mình chỉ đặt cái câu hỏi gì cho cái tâm tại này bây giờ nó biết cái gì, tâm đang biết cái gì. The awareness become main object. Cái sự mà hay biết nó trở thành là cái đối tượng chính. Tâm có biết hay không biết. Then the mind know already there's an object is already there. Some kind of object is already there. Thì tự tự động thì cái tâm nó nhận ra có một cái đối tượng đã nằm sẵn đó rồi. Then you can watch your mind all the time, what the mind aware of. Awareness present or not. Thành ra bạn awareness thể, quality good or not. Bạn có thể quan sát tâm hoàn hoa bằng cách một đạo đặt câu hỏi, tâm có chánh niệm không? Cái phẩm chất của chánh niệm như thế nào? Có nhảy bén không? Có rõ không? Tất cả những cái này là bạn đang quan sát tâm đấy. If some yogi they more attention to the object all the time, they can happen liking or want to happen or not want to happen, liking or disliking will come. Thầy nói rằng đó, hễ mà hành giả mà tu tập mà chỉ để ý tới đối tượng không thôi thì coi chừng, bởi vì nó có cái sự thích ghét nó sẽ tới. Bởi vì đôi khi ví dụ mà đối tượng rõ thì mình thích, bởi vậy không, mà đối tượng không rõ cái mình ghét, bực bội, khó chịu. Đó là cái lý do tại sao mà mình đừng có để ý quá nhiều về đối tượng, để ý cái tâm quan sát. If your yogi can aware of the awareness, I stay with the awareness, he move skillful how to practice. Cái hành giả mà tu tập một thời gian rồi mà thấy rằng là mình có thể thấy được cái chánh niệm của mình, tâm mình có chánh niệm hay không chánh niệm, mà thấy được cái chánh niệm rồi thì cái người này sẽ tiến bộ trong cái sự thực tập đó. Đó là bắt đầu giỏi rồi đó. That state is if you can practice that state, then you can practice in daily life is more easier. Tập được mà thấy được cái tâm của mình nó có chánh niệm hay không có chánh niệm, tức là nó mình quan sát cái chánh niệm của mình đó. Khi mà mình làm được cái chuyện này rồi đó, mình đem ra mình áp dụng đời sống dễ dàng hơn là mình để ý tới đối tượng. Ví dụ như xúc chạm, mình để ý tới xúc chạm, nhưng mà mình thấy có một cái tâm nó biết cái đó, thì cái này gọi là bằng tâm chánh niệm, về cái tâm chánh niệm của bạn. If you aware the object all the time, this look like there's a walker. If you can aware the awareness, mean is that you are become manager. So he stay in the office, but you know everything. Ví dụ khi mà bạn tập thiền mà bạn chỉ để ý tới đối tượng không thôi á, thì bạn là cái người mà đi làm công. Còn ngược lại bạn để ý tới cái tâm á, thì bạn là ông chủ á, ông quản lý đó. Bạn đứng, bạn ngồi trong phòng thôi, mà cái gì ở ngoài bạn biết hết trơn á, thì đó là bạn biết cái tâm của bạn đó, cái tâm mình đây, tâm chánh niệm. So then you can aware that daily life is more easier because you aware that this object and that object and daily life also you must do many things. So that's why people are difficult to practice in daily life. Nên lý do mà để cho người ta tu tập trong cái đời sống hàng ngày không được là quá nhiều cái đối tượng nó xảy ra. Ấy mà đối tượng này cái mình làm mình rối luôn. Because five sense door and mind door is relationship already. Because of all five sense door appear in the mind door. The mind know the five sense door. Seeing, hearing, smelling, tasting, body sensation. The mind is knowing. So now you know the mind, you know the awareness that every object come to the appear in the mind. Ngài nói rằng là cái tâm này, thì tất cả những cái gì mà mình tiếp nhận qua năm căn, qua mắt tai mũi lưỡi thì nó báo cáo về trong cái tâm này hết. Rồi khi mà bạn quan sát được cái tâm thì bạn thấy ở trong này nó đầy đủ ở trong này hết trơn. Đó là lý do tại sao mình chỉ cần để ý trong này là mình thấy ở ngoài đó.
Thì con mắt nó thấy cái gì, cái thấy đang có mặt, cái tâm trong này nó biết, cái nghe nó có mặt, cái tâm trong này nó biết, tất cả những cái năm cái căn này sinh hoạt thế nào trong tâm này nó biết hết trơn. Mình chỉ cần quan sát cái tâm thì tự nhiên bạn thấy hết. And then you can apply this very easier. What the mind is aware of, what the mind knowing, yeah. Then you know something already. Yeah, bạn cứ and also can maintain that awareness is more continuously easier. Yeah. Bạn cứ đặt cái câu hỏi tâm có hay biết gì không, tâm có ghi nhận cái gì không, tiếp tục làm hoài như vậy thì bạn sẽ thấy là chánh niệm của bạn nó càng ngày càng mạnh và bạn có thể duy trì cái chánh niệm được lâu nữa. Thì cái sự thực tập nó càng dễ dàng. Also you can know the object and the mind together, the whole view. Yeah. Then you can understand the cause and effect, yeah. Relationship, the object and mind, the root nama and rupa, what relationship. Yeah. Then you can understand the cause and effect. Yeah. Bằng khi mà bạn thấy được cái đối tượng này, thì bạn thấy cái tâm nó nhận biết đối tượng, bạn thấy được cả hai cái một lúc á, thì bạn thấy cái diễn trình nhân quả. Tại vì có cái này nó có cái này, hoặc cho tại cái này mà có cái này, gọi là mình hiểu được cái mối tương quan nhân quả giữa đối tượng và tâm nhận biết. If you only know the object, if your view is not complete, yeah. If your object and also the awareness, you can see the whole view, yeah. Then the wisdom can come more completely. Nếu mà bạn chỉ để ý tới đối tượng của tôi là cái nhìn của bạn ấy rất là hạn hẹp, có vậy không? Còn lại bây giờ bạn thấy đối tượng này mà có cái sự hay biết nữa, như vậy là cái nhìn của bạn nó rộng rãi hơn và nhờ vậy đó trí tuệ nó mới khởi sanh được. So in Dhamma Nupassana path and Dhamma Nupassana. They have one instruction. Eh? You need to know something happened. You need to know this happened. Yeah. Also, you need to know this disappear. Also, you need to know this disappear. Yeah. For example, awareness. Yeah. You need to know awareness present. You must clearly awareness present. Mm. Also, if awareness gone, you need to know what awareness gone. In the Dhamma Nupassana. Yes. Trong cái quán pháp niệm xứ được anh chị em, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp là cái thứ tư đó. Trong này nó có một cái phần hướng dẫn nói rằng đối tượng nào nó khởi sanh mình biết nó đang khởi sanh, đối tượng nào nó biến mất mình biết nó biến mất. Lấy ví dụ tâm chánh niệm chẳng hạn, tâm chánh niệm đang có mặt mình biết tâm chánh niệm đang có mặt. Mà bây giờ tâm chánh niệm nó mất là vì mình suy nghĩ tùm lum tà la, mình biết tâm chánh niệm mất. Chỉ cái này also he recommend also. Why awareness is present? Why awareness is gone? Yeah. Rồi người ta còn hỏi nói thêm nữa, đặt cái câu hỏi hành giả đặt câu hỏi tại sao chánh niệm có mặt, mà tại sao chánh niệm lại biến mất? Why the awareness is increasing? Why the awareness is decreasing? Tại sao chánh niệm tăng lên mà tại sao chánh niệm giảm xuống? That is a learning about the cause and effect. Đó là học để mà thấy được lý nhân quả. Well, if defilement also. If you craving present, you need to know what craving present. And craving disappear, you need to clearly recognizing craving disappear. And also, why craving come? Why the craving go? Why the craving increasing? Why the craving is decreased? Anh ơi, mình nói phiền não cũng vậy. Ví dụ tâm tham chẳng hạn. Tâm tham có mặt, mình biết tâm tham đang có mặt. Tâm tham biến mất, mình biết tâm tham có mặt. Tại sao tham có mặt, mình biết tại sao tham có mặt. Tại sao tham biết, mình biết tham, tại sao mà tham biết mất. Tại sao mà cái tâm tham của mình nó giảm mà tại sao cái tâm tham của mình nó tăng? Tất cả những cái này mình đều biết hết, thì trong quán pháp niệm xứ anh ta chỉ vậy đó. So that's why that you can watch the mind is how important, right? We don't know the how Citta Nupassana, you don't know how to watch the mind, then you cannot go to the Dhamma Nupassana. Nếu mà bạn không có tập gì đây tâm á, bạn không quan sát một cái tâm cho nó thuần thục cho giỏi đó, bạn không thể hoạt quán pháp được, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp vậy không? Thì bây giờ nếu mà bạn không giỏi tâm, bạn không thể đi vô trong cái thứ tư đó là quan pháp niệm xứ được. So that's why the you need to know about the mind and you can practice with the mind is very important and so you need to practice this way as much as you can. Yeah. Nên bởi vậy do đó mình phải học để hiểu cái tâm rồi mình quan sát, mình thực tập với cái tâm của mình và mình càng được càng nhiều càng tốt trong cái khả năng của mình. So now today is too much to talk. Hôm nay tôi nói nhiều quá. Need more practice. Tôi yêu cầu cho quý vị, thôi quý vị nghe nhiều rồi, thì bây giờ quý vị ráng tập. Mình còn thì giờ ông sư Chánh Kiến này. Mình sẽ ngồi khi 10 phút. 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 Xa đủ xa. Quý vị học xem ai đây.
a lot of preparation. I need to take the time. So relax. You can translate. Yeah, yeah. Relax and be thư aware giãn, that your body and mind. Thoải mái ghi nhận cái thân cái tâm của mình. Ngày nào ngày nói cái gì đó nghe nhớ này. Bây giờ thư giãn thoải mái. Trong khi quý vị ngồi nhớ thư giãn thoải mái. Rồi ghi nhận cái thân và cái tâm của mình. You don't want to get anything. You don't want to resist anything. Whatever happens, let it happen. Yeah, cái gì xảy ra, biết nó đang xảy ra, mình không có nắm một cái gì mà mình cũng không chống đối một cái gì, mình không buông bỏ một, mình không nắm một cái gì mà không buông một cái gì hết trơn, mình muốn xô đó. Just simply and be aware. Chỉ đơn giản ngồi đây thư giãn và duy trì chánh niệm. Don't forget to think everything is nature. Yeah. Hãy cố gắng giữ trong tâm mình rằng tất cả cái gì xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên. All objects is nature. Tất cả các đối tượng đều là hiện tượng tự nhiên. Meditative mind also nature. Cái tâm quan sát hay là cái tâm thiền cũng là một hiện tượng tự nhiên. There's nobody there. Không có ai hết, không có người nào trong này hết. Do you know there is object and the awareness? Bạn có nhận ra rằng đang có một cái đối tượng nào đó và tâm bạn đã có sự hay biết không? Bất cứ đối tượng nào ha. Relax mean is we are relaxed from the defilement. Yeah. Chúng ta thư giãn là thư giãn sao? Thư giãn với not craving, not aversion. Cái phiền não của mình. Không có tham, không có sân. But you need to be interested. Và mình thích thú ở trong cái sự quan sát của mình. So awareness and interest come, then you're not sleeping. Yeah. Too much relaxed, then you become sleepy. Ngài nói thư giãn, mà đừng thư giãn thái quá. Thư giãn thái quá thì hôn trầm đó, buồn ngủ đấy. Thư giãn nhưng mà đầu thích thú, quan sát cái đối tượng. Có chánh niệm và thích thú quan sát. Chánh niệm tức là mình quan sát đó. Và thích thú cái sự quan sát này nữa. Thì mới không buồn ngủ. First awareness and second awareness to be continuously trying is effort. Yeah. First awareness. Yeah. First awareness and second awareness to make continuously. Yeah. Try to effort. Yeah, okay. And try to try means effort. Yeah. Cái nói rằng là đã một cái niệm thứ nhất, rồi mới bắt đầu mình tiếp tục được cái niệm thứ hai, đến niệm thứ ba. Tất cả những cái mối này, tức là nó phải có một cái sự tinh tấn ở trong. Để mình niệm lần đầu được, rồi bây giờ mình niệm tiếp được lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. No need to be too much forcing. Đừng có chú tâm nhiều quá nha. Yeah. Hay biết là được rồi.
What are we trying? Chúng ta cố gắng để làm gì đây? We are not trying to happen. We are not trying to disappear. We are trying to know. Cái câu hỏi là chúng ta cố gắng cái gì? Chúng ta không cố gắng làm một cái gì xuất hiện. Chúng ta không cố gắng làm một cái gì biến mất. Chúng ta cố gắng biết, học, hiểu đó. Whatever happening in the physical and mental, you can know it's okay. Cái gì nó xảy ra trong thân của tâm của mình đều hay biết, đều được hết, không sao cả. If awareness becomes stronger and sharper, you can know more objects. Nếu chánh niệm của bạn mạnh hơn và bén hơn, thì bạn sẽ nhận ra rất nhiều đối tượng. You can know the anapana, you can know the sound, you can know the touching, you can know the pain. Bạn có thể nhận ra biết được cái phòng xẹp và hơi thở của bạn, bằng ra được âm thanh. Bạn thấy được cái cảm giác ở trong người của bạn đau nhức tê mỏi rồi. If you can aware the whole body, it's okay, it's good.
Nếu mình quan sát được hết các cái thân của mình thì quá tốt rồi. Appreciate the awareness. Chúng ta trân quý cái chánh niệm. Whatever defilement may arising, if you are aware, you should be happy. Yeah. You appreciate the awareness. Yeah. Okay, my. Khi mà bất cứ một cái phiền nào nó khởi sanh lên mà bạn còn duy trì chánh niệm á, thì bà là được rồi đấy, tức là bạn phải gọi là trân quý cái chánh niệm đó. Phiền não có mặt, mình chánh niệm mình biết thì phiền não đang có mặt. Don't complain and don't judge the defilement. Đừng xét đoán, đừng có than thở về những cái phiền não tham sân si trong tâm mình. Your responsibility is right attitude and awareness. Thái độ hành giả cần phải cái thái độ chân chánh và duy trì chánh niệm.
sự giáo viên. Chúng ta kết thúc thời kỳ sáng ngày hôm nay, ban tổ chức mở bài là hưởng ứng chúng ta hưởng ứng quốc tế. So you can observe your merit. Mời quý vị cùng đọc theo. Chi đam mê bùn nhân. Chi đam mê bùn nhân. Asavakaya. Akavakaya. Vahang hồ tu. Vahang hồ tu. Phước lành này của con. Phước lành này của con. Nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân. Nguyện đoạn các lậu hoặc trầm luân. Y đam mê bùn nhân. Y đam mê bùn nhân. Nibbanasa. Nibbanasa. Vajjayo. Vajjayo. Hồ tu. Hồ tu. Phước lành này của con. Phước lành này của con. Nguyện là duyên thành tựu niết bàn. Nguyện là duyên thành tựu niết bàn. Mama bunya bhagan. Mama bunya bhagan. Sabba satanang. Sabba satanang. Bhajemi. Bhajemi. Chúng con xin chia đều phần phước này. Chúng con xin chia đều phần phước này. Đến tất cả chúng sanh. Đến tất cả chúng sanh. Tê sát bê. Tê sát bê. Mê sa măng. Mê sa măng. Bunya bhagan. Bunya bhagan. Lá phan tu. Lá phan tu. Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy. Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy. Đồng đều nhau cả thảy. Đồng đều nhau cả thảy. Buddha sa sa năng chi răng tích tha tu. Buddha sa sa năng chi răng tích tha tu. Buddha sa sa năng chi răng tích tha tu. Buddha sa sa năng chi răng tích tha tu. Buddha sa sa năng chi răng tích tha tu. Buddha sa sa năng chi răng tích tha tu. Nguyện chánh pháp mãi được trường tồn. 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 Sa đú sa đú sa đú. Mời ban tổ chức bật mic lên để quý hành giả nói lời tri ân với thiền sư. Now they turn on the mic, they say thank you to the side of. They turn on their mic. Yeah.